Ngày trước, thường nghe bà nói về một nơi gọi là thiên đường. Bà nói ở đó, con người chỉ sống trong vui vẻ và hạnh phúc. Rồi không biết từ bao giờ, em đã nuôi lớn một ước mơ, biến thế giới xung quanh mình như thiên đường. Không có đau khổ, chỉ có hạnh phúc và tiếng cười. Chỉ cần có được nụ cười của mọi người, em nguyện đánh đổi mọi thứ của bản thân mình. Hình như vũ trụ đã nghe được lời nguyện cầu của em. Mọi người xung quanh em đã bắt đầu học cách cười. Anh cười đi. Lúc này người ta đang suy nghĩ để làm giàu, còn em ở đây thì nghĩ cho người khác. Vậy là anh chưa học qua ba cách kinh doanh để làm giàu: làm miệng cười, cho đi và tha thứ. Vài bữa ra tặng anh. Ngỡ rằng cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua, lý tưởng cứ đơn giản như vậy trở thành hiện thực, cho đến khi bất hạnh xảy ra, sự thật phũ phàng. Lý tưởng của em bỗng chốc trở thành thứ ngăn cản, chống đối, bắt em phải lựa chọn giữa được và mất. Để rồi mâu thuẫn, nghi ngờ, chia ly, đau khổ. Cuối cùng là ân hận, nhung nhớ. Thiên đường đã đổi, nhật nguyệt đã thay, nhân sinh một kiếp hóa tro tàn, mộng sắc vô vàng hóa hư vô. Vì tôi còn sống, vì tôi còn hát lên, vì tôi còn viết lên bao điều trong lòng tôi. Cứ say đi vì cuộc đời cho phép và cứ yêu đi. Chú gọi cậu nãy giờ. Nhi. Nhi. Chú gọi cậu nãy giờ, chắc là có chuyện gấp. Cậu nói gì? Nói lại mình nghe đi. Cậu vào trong đi, để mình làm cho. Thank you.
Nhi, sao cậu còn đứng đó? Cậu lừa mình. Thank you.
Chị Nhi đâu anh? Chị Nhi! Ê! Em có sao không? Em có sao không? Dạ không, em không sao. Em lên tầng 2 đi, có nhà vệ sinh á. Dạ, em cảm ơn nha. Tầng 2 ở trên hả? Đúng rồi, em lên trên đi. Cảm ơn nhiều. Sao này chị chậm vậy? Mấy cái cây này nó chết hết rồi, sao mà chậm được? Chết luôn rồi nè. Cái cây này nó già mà nó xấu quá à chị. Ấy, không vứt luôn. Nè. Luôn rồi nè. Em vứt luôn nha. Tung. Dạ. Em lên trên cô quầy giùm anh đi. Rồi còn cái cây dù này. Để đó anh dọn cho. Nhớ vứt mấy cái này đó nha. Biết rồi. Xấu quá. Cậu muốn đặt ở đây hay là ở đây? Sẽ có một mầm xanh mới.
Đây là quyển sổ ghi công thức, khi nào cậu quên thì lấy nó ra xem nha, đừng có pha tầm bậy. Còn đây là quyển sổ ghi số điện thoại của những nhà cung cấp, cậu có cần thì gọi. Khăn cũ hết rồi, 1-2 tháng phải thay một lần. Khăn mới mình để dưới kho, mình có ghi chú hết rồi. Khi nào mà cậu thấy những cây hoa xấu tàn thì cắt bỏ nó đi. Hoa xấu làm khuôn viên không được đẹp, khách tới cũng không tới thích. Còn mấy chậu hương thảo già, cậu bỏ nó riêng ra một nơi chăm sóc. Đừng để nó chết. Mình đặt cây mới hết rồi, khi nào nó về, cậu thay hết những cây này đi. Còn nếu cậu muốn thì đem về nhà bỏ ra đất trồng, như vậy nó mới lớn mạnh được. Trong tủ còn gì ăn không ta? Mình đói bụng quá. Ngồi dậy đi. Mật khẩu là ngày tháng năm sinh của em. Đây là tiền khi em đi học đại học. Em cần gì, thiếu gì thì mua, đừng xài bậy bạ. Chị cầm đi, khi nào em cần thì em kêu chị mua. Em lớn rồi, tự giữ tiền, tự mua đi. Quần áo dơ em phải bỏ vào máy giặt, nếu không có chị đừng để mẹ hay chị Thanh làm. Bố em đi rồi,
rồi. Phải gom gọn lại một chỗ. Sách vở phải xếp gọn gàng ngăn nắp. Rác em phải đổ hàng ngày. Vì đây là phòng ngủ mà. Toàn nói những chuyện cũ mềm. Em nói chơi mà. Chị biết em đâu. Bữa nay chị ngủ lại với em nha. Hát ru chị ngủ nha. Em hát chị nghe đi. Bài cũ nha. Cùng mắt vọng trên rừng trường sơn, hai đứa ở hai đâu xa thầm. Đường ra chân mùa này đẹp lắm, trường sơn đông nhớ trường sơn Tây. Trường sơn Tây anh đi thương em. Thương em bên ấy mưa nhiều, con đường mà gánh gạo, mũi bay rừng già cho dài mà tay áo hên dâu rồi em có lấy măng không. Còn anh thương bên đây em mùa đông, nước khe cạn bướm bay lèn đá, biết rằng em say miền đất lạ. Là trắng anh lo đường trắng bom thu. Cùng vắng vọng trên rừng trường sơn, hai đứa ở hai đầu xa thầm. Đường ra chân mùa này đẹp lắm, trường sơn đông nhớ trường sơn. Dạ. Con vừa gửi báo cáo tháng này cho chú rồi. Dạ. Dạ. Nhi xin nghỉ hả chú?
Trước khi cơn bão xuất hiện, bầu trời luôn trong xanh đến lạ thường. Cũng giống như trước khi đau khổ ập đến, chúng ta thường có những giây phút vui vẻ tột cùng. Nhưng khoảnh khắc bình yên, hạnh phúc đó không đủ dài để ta kịp nói hết những lời yêu thương, kể cả những câu hỏi chưa kịp hồi đáp cũng vĩnh viễn trở thành một ô trống mà ta cố gắng điền vào mỗi ngày. Cậu ấy mãi mãi cũng không biết được ngày hôm đó vì sao mẹ lại khóc. Cậu ấy càng không thể trả lời được câu hỏi có phải mẹ vì cậu mà gặp tai nạn. Chúng ta không bao giờ biết được khi nào bất hạnh sẽ đến, khi nào nước mắt sẽ rơi. Nhưng chúng ta có thể trân trọng những giây phút hạnh phúc của hiện tại. Từ bao giờ mà chị xem gia đình mình nhẹ hơn người ta rồi? Thôi chị, em về. Nhật ký em viết cho riêng mình em, lời hứa em giữ cho mình tự tin. Phúc, em gửi theo bao lời ca, nụ cười mỉm em muốn con tim tự do. Thời gian tàn phai đi bao xương sống, không ai đợi ai tìm thấy được mình. Những hy vọng hiện tại có khi là cơn mộng du. Nhành hoa nào rơi bên hiên di chúc em biên còn vương. Cùng tháng năm dài viết cho người ở lại chính em, trong em thấy đêm có gió bên gối em tôi lẻ loi cũng như nghi ngờ. Phải chăng từng sự thật xót xa là do nhiều thương? Cầu mong một mai hoa tươi kia nở em bay thật xa, tựa cánh chim trời. Những ngày dài cuộc đời sẽ như là cơn mộng trôi. Những ngày dài cuộc đời sẽ như là cơn mộng trôi.